chào mừng các bạn đã đến với kênh David Cơ TV, kênh của mình chuyên về ẩm thực, hải sản tươi sống và công việc làm của ủ tàu và cơ khí. Mọi người thấy hay cho mình xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh nha. Mình chia sẻ cuộc sống hàng ngày của ủ tàu và những anh thợ cơ khí làm hàng ngày nha mấy bạn. Có gì sơ sót mong các bạn bỏ qua cho mình nhé. Mình làm video để cho các bạn xem và những kinh nghiệm hàng ngày trong việc đóng tàu ghe hoặc là sửa đồ cơ khí nha mấy bạn. Sếp đang kêu bên kia kéo qua nha bạn, kéo qua cho nó thẳng. Ghe chuẩn bị vô rùa rồi bạn. Bên kia kéo một dây. Kêu anh Tài Công về nha bạn. Anh chủ đường dây bên này kêu anh Tài Công về ra tí. Đó, về ra tí. Xong mới cột. Bên này thì đang kéo vô để cột, cột dây lại nha bạn. Cột cho nó hai bên nó đều nhau. Vô vô con rùa xong mới kéo lên nha bạn. Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Cùng mình tiến vô ụ coi bữa nay ụ kéo ghe gì và làm gì nha bạn. Đích gạo đi thôi. Đó, giờ đang thả rùa xuống kéo ghe lên nha bạn. Đó. Kéo giúp ngoài mà, kéo giúp ngoài kia nha bạn. Giờ là bắt đầu anh em cho sàng, sàng xong kéo lên nha bạn đó. Hai bên nha bạn. Đó. Hai anh bên này giữ cho nó thăng bằng, hai anh bên này giữ cho thăng bằng, cột dây vô xong rồi có chiếc rùa nãy ở dưới các bạn, rùa nãy mình quay dưới là chuẩn bị là cho nó thăng bằng vô chiếc rùa xong kéo lên nha bạn đó. Nó giờ chuẩn bị là hai bên là cột dây giữ thăng bằng, bên kia cũng vậy, bên này cũng vậy nha bạn. Bên này cột trước xong mới đến hai bên này giữ, hai bên này đang giữ nha bạn, bên này cũng đang giữ luôn để cho nó thăng bằng vô đó. Đó, bên này đang kéo vô. Giữ thăng bằng lại nha bạn. Anh này kêu nói gì, mình nói dây bên kia ra, bên này kéo chết mẹ luôn. Đó, coi thử vô rùa chưa. Anh nói là đang đứng dưới quy nha bạn. Coi kêu hai bên kéo vô rùa chưa. Nếu kéo vô rùa rồi xong là ở trong cho máy để máy lên là kéo vô nha bạn. Anh sếp đang kêu bên kia kéo qua nha bạn, kéo qua cho nó thẳng. Ghe chuẩn bị vô rùa bạn. Bên kia kéo dây. Đó.
kêu anh tài công về nha các bạn. Anh chủ đường dây bên này kêu anh tài công về ra tí. Đó, về ra tí. Xong mới cột. Bên này đang thì đang kéo vô để cột, cột dây lại nha bạn. Cột cho nó hai bên nó đều nhau. Vô vô con cua xong mới kéo lên nha bạn. Vô chính giữa rồi, mấy bạn thấy không? Hai bên vô chính giữa rồi, hơi xéo tí đó. Vẫn còn xéo nha bạn. Khi nào mà ở dưới đó bạn, hai bên đó, nó đều nhau. Bên này đều bên này nè, đó, bên này đều bên này. Là mới thấy. Xong mới kéo nha bạn. Vô rồi các bạn, vô con rùa thấy không các bạn, thấy không, ghe nó không nhấp nhô đúng không, vô con rùa là vô ghe nó ít nhấp nhô hơn, ít nhấp nhô hơn là sẽ là nó chính xác, chính xác. Xong sẽ ở trong đề máy các bạn, trong đề máy kéo lên nha bạn. Còn quá trình kéo sau thì mấy bạn cứ theo dõi nha, để coi thử kéo sau nha. Còn bây giờ là hai bên đang cột dây gió đều cho nó vô con rùa đó, cho chiếc ghe nằm chính giữa vô con rùa rồi, xong mới kéo lên nha bạn. Quá trình kéo ghe nó là như vậy các bạn. Đó bạn thấy không, ở trong cũng chuẩn bị sẵn sàng đờ máy các bạn đó. Đó bạn, ở trong đờ máy chuẩn bị kéo nha bạn. Chưa nổ máy luôn bạn ơi. Đó, đang nổ máy nha bạn, chuẩn bị tiến hành kéo các bạn, đang gặt gặt là kéo lên các bạn. Đó, trong nổ máy các bạn, bây giờ đang kéo lên nha bạn. Đó, kéo từ lên đó. Đó, mấy bạn thấy không, đang đi chậm chậm lên đó. Kéo ghe là chậm như rùa các bạn. Đó. Còn này là đứng chính giữa để coi nha, bên nào xéo bên nào vậy là nhắc nhở anh em để bên nào tháo ra tháo vô là ảnh nha các bạn, giữ lại là cũng là ảnh luôn nha bạn. Ghế đang lên đó, nếu mà mấy bạn lên phụ thì có gì mấy bạn liên hệ với mình nha, mình sẽ cho anh em ấy xong kéo ghe lên nha các bạn. Số điện thoại thì để từ từ mình ghim với mình lần sau nha bạn. Đó. Đang lên nha bạn, nó đang lên từ từ, nãy nồi nãy chút lúc kia, bây giờ lên mấy bạn thôi, lên 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 nó đang lên nha bạn. Kêu nói đó nha, nó đang lên mà. Không, lần ghé lên từ từ không bạn. Nó đang lên từ từ các bạn. Ghe nó đi từ 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 lên đó bạn, chậm như rùa là vậy đó bạn. Kéo ghe là cũng nhiều công phu lắm bạn, lên đây không phải xong đâu, lên rồi xong phải sàn qua nữa nha bạn. Rồi nó giờ đang đi lên đó bạn, thấy không, ghe đang đi lên đó bạn, lên gần tới rồi hả. Rồi mấy đường ray là kéo bỏ dây ra hết rồi đó, là đang kéo lên từ qua.
bạn đường ray đang chuẩn bị cái nẹp đầu vô các bạn. Còn qua kia là bốn bên bỏ dây đó các bạn, bây giờ tự động rùa nữa, rùa với lại máy kéo lên thôi bạn. Lên gần tới đây nè bạn, đó lên tới đây xong cho ghe đứng lại xong mới thấy con rùa khác nha bạn, sàng qua nha bạn. Đang đi lên đó bạn, đang kéo lên đó bạn. Kéo lên thử các bạn thấy không? Kéo lên từ từ đó, lên qua hết khỏi nước rồi các bạn. Nem đường ray cũng chuẩn bị sẵn sàng tới tết các bạn. Lên tới nơi là cái nẹp đồ vô các bạn. Nó đang sẵn sàng rồi hết rồi các bạn. Càng ngày lên nó càng lên cao rồi bạn. Đó. Đi lên nè các bạn, gần ok các bạn. Dưới này là anh em đường ray là đang đóng chốt và vô ráp thêm cây dài vô để kéo lên tới đây xong sàn qua nha các bạn. Đó, anh em đường ray chuẩn bị đang làm vô công việc làm nữa các bạn. Ghe cũng đang kéo dần dần lên tới ngay chỗ để chuẩn bị sàn các bạn đó. Em đường ray ở dưới đây cũng vẫn đang sẵn sàng tư thế để chuẩn bị làm công việc nha nha các bạn. Đó, máy ở trong các bạn. Đó. Đó
dày xong chuẩn bị cái nẹp vô sàn nữa nha bạn. Rồi ok các bạn. Nãy tưởng ghê này sàn qua nhưng mà rốt cuộc không sàn nha bạn. Bây giờ mình kết thúc video nha bạn. Cũng đâu sàn qua mà rốt cuộc đâu có sàn đâu. Để im về luôn các bạn. Video kéo ghe của mình xin kết thúc ở đây nha. Mọi người thấy hay cho mình xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh nha. Còn ngày mai này ghe đó lên làm gì thì mình sẽ quay cho các bạn coi tiếp nha. Nghe nói là làm mão khoa phao gì cho ghe nó nổi lên mà. Rất nhiều nghề rất hay nha bạn. Hẹn các bạn clip sau nha. Bye.